Honda Accord và Toyota Camry đều là những hãng xe đến từ Nhật, nổi tiếng với chất lượng bền bỉ và khả năng giữ giá tốt. Nhưng Toyota Camry luôn có doanh số hàng đầu phân khúc, còn Honda Accord lại giá khá lẻ đẹt. Khi đứng trên bàn cân so sánh Camry và Accord, thì Honda Accord tỏ ra lép vế hơn so với Toyota Camry. Tuy nhiên, với phiên bản mới và giá bán hấp dẫn hơn rất nhiều, liệu Honda Accord có đủ sức mạnh cạnh tranh với Toyota Camry và lật ngược tình thế hay không? Hãy cùng Ebro đi tìm hiểu nhé! Đừng quên ấn like, cảm subscribe ủng hộ Ebro để chúng tôi có động lực ra thêm nhiều video mới và hay nhất. Và để có cái nhìn tổng quan về Camry và Accord, Ebro sẽ đi giới thiệu chung về hai chiếc xe này. Đầu tiên là đối với Toyota Camry. Camry là mẫu sedan hạng D cao cấp của hãng xe Toyota Nhật Bản. Chiếc Camry đầu tiên được giới thiệu vào năm 1983, đến nay trải qua 7 thế hệ sản phẩm, với hơn 19 triệu chiếc được bán ra tại hơn 100 quốc gia trên toàn cầu và trở thành mẫu sedan gỡ chung được ưa chuộng nhất trên thế giới. Mẫu xe Camry chính thức được giới thiệu vào năm 1998 ở Việt Nam và nhanh chóng được đón nhận và luôn giữ vị trí trong suốt hơn 20 năm qua. Tính tới thời điểm hiện tại, doanh số đã đạt hơn 38.000 chiếc xe bán ra. Còn đối với Honda Accord, Honda Accord là mẫu sedan hạng D của hãng xe Nhật Bản, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1976, trải qua 10 thế hệ và hơn 40 năm lịch sử. Đây là mẫu xe sở hữu lịch sử phát triển lâu đời thứ hai trong các dòng xe ô tô Honda, đại diện cho các giá trị cốt lõi xây dựng nền hình ảnh thương hiệu hãng này. Honda Accord luôn được nhớ tới nhờ thiết kế thanh lịch đẳng cấp, khả năng vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Honda Accord mới có mặt tại Việt Nam 10 năm gần đây, cùng với anh em Civic, Honda Accord đã khẳng định được danh tiếng của những chiếc xe Nhật. Honda Accord thế hệ thứ 10 được ra mắt tại triển lãm ô tô Việt Nam 2019 đã gây chú ý với thiết kế hoàn toàn mới, táo bạo hơn nhưng vẫn thanh lịch và tinh tế. Về ưu nhược điểm nổi trội, đối với Toyota Camry có ưu điểm là ngoại hình đẹp mắt đẳng cấp hơn, nội thất đẹp và hiện đại, độ bền cao ít hỏng hóc, sử dụng lâu dài với chi phí vừa phải, phụ tùng dễ thay thế, tính thanh khoản cao, giữ giá tốt. Nhược điểm là dù khả năng vận hành được cải thiện nhưng xe vẫn giữ nguyên động cơ và hộp số cũ, thiếu những trang bị kết nối quan trọng, mặt sàn cho khu vực hàng ghế sau không còn phẳng như trước. Còn đối với Honda Accord, có ưu điểm là ngoại hình đẹp mắt, nội thất rộng rãi, trang bị đầy đủ, khả năng vận hành ấn tượng, sự bền bỉ vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên lại có nhược điểm là giá cao khi so sánh với đối thủ, chỉ có một phiên bản. Gói an toàn Honda Sensing không được trang bị ở phiên bản bán tại Việt Nam, hàng ghế sau không có tính năng hiện đại, phong cách như Toyota Camry. So sánh về thiết kế ngoại thất, đối với Toyota Camry, có chiều dài rộng cao tướng là 4885 x 1840 x 1445 mm, hệ thống đèn trước LED cân bằng góc chiếu tự động, đèn sương mù LED, kích thước mâm 18 inch, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ gập chỉnh điện, tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi, cảnh báo điểm mù, chống bám nước, tự động gập gương, đèn hậu LED. Còn đối với Honda Accord, có chiều dài rộng cao tương ứng là 4901 x 1862 x 1450 mm, hệ thống đèn trước LED tích hợp cảm biến và tắt tự động, đèn sương mù LED, kích thước mâm 18 inch, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ gập chỉnh điện, tự động gập khi khóa, tự động cụp khi lùi, đèn hậu LED. Toyota Camry có thiết kế trên nền tảng kiểu Kenlux hoàn toàn mới, trông khá trẻ trung và cá tính, có nhiều cải tiến quan trọng nhưng vẫn mang phong cách sang trọng đặc trưng. Lưới tản nhiệt xếp tầng lớp tràn sang hai bên, chiếm hết toàn bộ phần đầu xe. Cụm đèn trước thiết kế theo kiểu dáng hình chữ L trông khá mềm mại, trang bị đèn LED cho cả đèn chiếu sáng và cụm đèn sương mù, lăng răng thiết kế đa chấu thanh mảnh. Trong khi đó, Honda Accord có thiết kế bộ lưới tản nhiệt dạng thanh ngang dày, mạ chrome trông khá trang nhã. Cụm đèn hình móng vuốt thiết kế vuông vắn toát lên vẻ nam tính, trang bị đèn LED cho cả đèn chiếu sáng và đèn sương mù. Lăng răng năm chấu to bản dạng xoáy thể thao mạnh mẽ, khi di chuyển tốc độ cao, bộ mâm cùng chiếc xe tạo thành một thể như đang xe gió. Gương chiếu hậu gập chỉnh điện, tự động gập khi khóa xe. Honda Accord cụm đèn hậu xếp tầng cầu kỳ chi tiết, ống xạ kép cân đối và hài hòa hơn. Nhìn chung, cả ba thông số kích thước dài rộng cao khi so sánh Camry và Accord, có thể thấy Honda Accord được nhỉnh hơn đối thủ đến từ Toyota Camry trong một khoảng không gian bên trong rộng rãi hơn đôi chút. Nhưng Toyota Camry lại có khoảng gầm xe cao hơn Accord, tăng khả năng di chuyển trên các đoạn đường gồ ghề hay leo lề. Cả Toyota Camry và Accord đều được trang bị các công nghệ tương đồng nhau như hệ thống đèn LED, lăng răng 18 inch. Về nội thất, Toyota Camry sở hữu chiều dài cơ sở là 2825mm, có cửa sổ trời, vô lăng 3 chấu bậc da chỉnh điện 4 hướng có lẫy chuyển số, chất liệu ghế là da cao cấp, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng nhớ 2 vị trí, ghế sau ngả lưng chỉnh điện tích hợp bảng điều khiển chân tựa tay. Dung tích khoang hành lý là 484 lít. Còn đối với Honda Accord, có chiều dài cơ sở là 2830mm, có cửa sổ trời, vô lăng 3 chấu bọc da điều chỉnh 4 hướng có lẫy chuyển số, chất liệu ghế là da cao cấp, ghế lái chỉnh điện 12 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Ghế sau có tựa tay trung tâm, dung tích khoang hành lý là 573 lít. Về trang bị tiện nghi, Toyota Camry sở hữu điều hòa tự động 3 vùng, màn hình cảm ứng 8 inch, dàn âm thanh 9 loa JBL, tính năng bổ sung là đầu DVD, kết nối Bluetooth AUX, USB, hệ thống dẫn đường, chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm.
còn Honda Accord có điều hòa tự động 2 vùng, màn hình cảm ứng 8 inch, dàn âm thanh 8 loa, tính năng bổ sung gồm kết nối Apple CarPlay Android Auto, ra lệnh bằng giọng nói, kết nối điện thoại thông minh 2 cổng USB, Bluetooth, AM, FM, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm. So sánh về động cơ và an toàn. Về động cơ, Toyota Camry sở hữu động cơ xăng 2.5 lít, 4 xi lanh 16 van DOHC VVT I-Kép, hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động cấu trước, công suất cực đại là 184 mã lực, mô men xoắn cực đại là 235 Nm, châm trước là Mark Fusion, châm sau là tay đoàn kép, phanh trước và phanh sau lần lượt là đĩa tản nhiệt và đĩa đặc. Chế độ lái gồm 3 chế độ, đó là Eco, Normal, Sport, cầm xe là 140mm, cỡ lốp 235/45R18. Còn Honda Accord có động cơ xăng turbo 1.5 lít DOHC VT EC, 4 xi lanh thẳng hàng 16 van, hộp số vô cốc CVT, hệ dẫn động cầu trước, công suất cực đại là 188 mã lực, mô men xoắn cực đại 260 Nm, treo trước là Mark Fusion, treo sau là liên kết đa điểm. Phanh trước là đĩa tản nhiệt, phanh sau là đĩa, chế độ lái gồm 3 chế độ, Eco, Normal và Sport, cầm xe là 131mm, cỡ lốp 235/45R18. So sánh Camry và Accord về mặt động cơ, có thể thấy rằng cả hai mẫu xe đều có những cải tiến đáng kể về mặt công suất cũng như sức bền. Về trang bị an toàn, Toyota Camry có hệ thống an toàn bao gồm hệ thống bệ túi khí, cruise control, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, trung bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ cửa hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến va chạm góc trước, cảm biến va chạm góc sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ, cột lái tự đổ, bàn đạp phanh tự đổ, cảnh báo áp suất lốp. Trong khi đó, Honda Accord chỉ được trang bị 6 túi khí, cruise control, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, trung bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ phanh ngang dốc, camera lùi, cảm biến va chạm góc trước, móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix, khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE. So sánh về nhiên liệu tiêu thụ, mức tiêu thụ nhiên liệu của Toyota Camry theo công bố từ cục đăng kiểm khi di chuyển trong thành phố, trên đường trường, trên đường hỗn hợp đối với bản cao cấp 2.5Q có mức tiêu thụ nhiên liệu lần lượt là 11,29, 5,4, 7,56 lít trên 100km. Còn mức tiêu thụ nhiên liệu của Honda Accord theo công bố từ nhà sản xuất khi di chuyển trên đường đô thị, trên đường trường, trên đường hỗn hợp cũng lần lượt là 8,1, 5,1, 6,2 lít trên 100km. Ở mức tiêu thụ nhiên liệu thì mẫu sedan hạng D nhà Honda vượt mặt Camry về khoản tiết kiệm. Và đây cũng là một yếu tố mà rất nhiều người quan tâm khi suy nghĩ về việc nên mua Camry hay Accord. Về giá cả, Toyota Camry có giá công bố là 1 tỷ 235 triệu đồng. Còn Honda Accord 1.5 lít turbo duy nhất một bản màu trắng có giá là 1 tỷ 329 triệu đồng. Honda Accord bản 1.5 lít turbo duy nhất một bản với màu đen và ghi có giá là 1 tỷ 319 triệu đồng. Toyota Camry và Honda Accord đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tuy nhiên, giá bán của Accord cao hơn Camry đến 84-94 triệu đồng, mức chênh lệch đáng kể trong phân khúc. Do đó, Camry đang có lợi thế hơn hẳn về mặt giá bán. Về trải nghiệm thực tế của Dibro, đối với Toyota Camry, Camry 2.5Q đã có sự thay đổi về ngoại hình, mang đến vẻ đẹp hiện đại với kiểu dáng tổng thể trông thể thao hơn. Chiếc Camry thực sự trông thu hút khi chúng tôi lái thử nó. Nội thất xe cũng không thể chê vào đâu được, mọi thứ đều được phân bổ hợp lý và rõ ràng. Camry 2.5Q mang đậm phong cách của một chiếc xe đắt tiền, tay lái bọc da và cần số khi cầm cho cảm giác rất thoải mái và được trang bị cả cửa sổ trời. Mọi thứ đều mang đến cảm giác chiếc xe cao cấp, sang trọng và khiến người lái hào hứng khi cầm vô lăng. Về khả năng vận hành, chiếc xe mang đến cảm giác vận hành ổn định và êm ái trong thành phố. Khi vận hành ở tốc độ cao, chúng tôi thấy rõ được sự cải thiện rất lớn ở khả năng vận hành, cảm giác lái đem đến sự thích thú cho người lái, đặc biệt ở chế độ lái thể thao dù động cơ và hộp số không đổi. Hệ thống treo trên Camry đã được nâng cấp giúp xe ổn định khi vào cua. Các thanh răng được gia cố cũng góp phần nâng cao khả năng xử lý, tăng khả năng chịu lực và độ cứng cho thân xe. Một loạt các biện pháp mới đã được áp dụng nhằm giảm thiểu tiếng ồn, độ rung tiếp tục được bổ sung trên chiếc Camry. Còn Honda Accord, bước sang thế hệ thứ 10, Accord đã được Honda làm mới hoàn toàn và có thiết kế đột phá với kiểu dáng lề dòng couple với chữ C phía sau nên nhiều và kéo dài về hẳn phần đuôi xe. Thông số kích thước tổng thể lớn mang đến không gian nội thất đáp ứng được nhu cầu sử dụng của gia đình 4 đến 5 người và vẫn đảm bảo được sự rộng rãi và thoải mái. Ban đầu chúng tôi nghĩ chiếc sedan hạng D này khó di chuyển trong thành phố, nhưng khi trải nghiệm mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt. Khi ban đầu nổ máy, người lái sẽ cảm nhận được sự rung nhẹ, nhưng sau khi di chuyển thì gần như mọi thứ bên trong êm ru. Dù có độ trễ turbo, hộp số chuyển số gắt hơn, đặc biệt là khi đủ tải, hầu như không hề cảm thấy sự thiếu thốn sức mạnh khi vận hành. Xe tăng tốc tốt mỗi khi đạp ga, vòng tua lên đều và mượt với hộp số vô cấp CVT, độ trễ tăng áp có thể cảm nhận được nhưng cũng không quá đáng kể. Đó là khi chúng tôi sử dụng chế độ Eco, còn nếu bật chế độ Sport, hộp số CVT sẽ hoạt động linh hoạt hơn, chân ga nhẹ hơn giúp chiếc xe vận hành mạnh mẽ hơn.
Nếu so về sức mạnh động cơ, Accord nhỉnh hơn với động cơ tăng áp, giúp công suất mạnh hơn 4 mã lực và 25 Nm so với Camry. Hộp số vô cấp CVT được thay thế cho loại tự động 5 cấp ở thế hệ cũ, mang đến cảm giác lái thích thú hơn trước và tạo ra trải nghiệm thể thao. Khi ngồi trên chiếc Honda Accord, Diro cảm nhận được là trọng tâm của xe thấp, thân xe dài, mang tới cảm giác thể thao như Civic. Honda Accord cũng trang bị thêm các vật liệu thép nhôm, đi kèm cùng công nghệ tiên tiến mới để tăng độ cứng, cũng như tối ưu trọng lượng cùng với sự cải tiến về khung xe, giảm sự vặn xoắn trên khung xe khi vào cua, giúp người ngồi hàng ghế sau êm ái hơn, tăng sự ổn định hơn với người lái xe. Về cảm nhận người dùng, Toyota Camry được người dùng nhận xét cho cảm giác lái thực sự mượt mà, một sự vận hành tốt đáng ngạc nhiên, hầu như không cảm thấy một chút gợn nào, thực sự nó như một chiếc xe cao cấp vậy. Còn Honda Accord mới đã xóa bỏ được quan niệm xe dành cho người trung tuổi. Chiếc xe giờ đây vừa đáp ứng được nhu cầu của một doanh nhân trong việc đi làm hàng ngày cho tới đưa gia đình đi dã ngoại vào ngày cuối tuần cũng như di chuyển trên quãng đường dài. Như vậy, hiện tại ở tầm giá 1,3 tỷ đồng thì Toyota Camry vẫn đang là mẫu sedan hạng D có nhiều tính năng tiện nghi và an toàn nhất được nhiều khách hàng lựa chọn. Nhưng với những thay đổi toàn diện, Honda Accord thế hệ thứ 10 đã chứng minh rằng mình không hề thua kém so với Toyota Camry như các đời trước. Tuy nhiên, giá bán của Accord khá cao khi so sánh với Toyota Camry và các đối thủ khác cùng phân khúc nên khiến nhiều khách hàng còn e dè. Vậy nên mua Toyota Camry hay Honda Accord còn tùy thuộc vào sở thích và tình hình tài chính của bạn. Nếu lựa chọn giữa hai mẫu xe này, bạn sẽ chọn xe nào? Hãy cùng chia sẻ quyết định và suy nghĩ của mình với Dibro bằng cách để lại bình luận dưới video. Đừng quên ấn like kèm subscribe ủng hộ Dibro để chúng tôi có động lực ra thêm nhiều video mới và hay nhất. Xin chào và hẹn gặp lại những video tới.